tôi xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay bữa nay mùng 10 bữa nay cửa hàng mình khai trương nha. Mình sẵn tiện giới thiệu cho anh em những cái xe trong cửa hàng mình để anh em tiện theo dõi và tiện lựa chọn để mua một chiếc xe cho mình nha. Đầu năm Vương Mô Tô chúc tất cả mấy anh em sức khỏe nha, bình an và hạnh phúc nha. Đây là mình giới thiệu cho anh em những dòng xe trong cửa hàng mình để anh em lựa chọn tùy thích theo ý của mình nha. Đầu tiên mình giới thiệu cho anh em chiếc xe Honda LA 250 màu đỏ nha. Xe này còn zin nha anh em. Quay chạy sát sát kia mà. Này là LA nha, LA 250. Này đăng ký 597 nha. Bên đây là đồng hồ tua máy nha anh em, bên tay phải mình đó. Đồng hồ tua máy bên đây là đồng hồ km nha. Tất cả còn hoạt động bình thường nha anh em. Bình xăng nè. Tem zin nè. Xe này mình bán 68 triệu nha anh em. Anh em nào nhanh lẹ thì tới lọc lá đầu năm thì mình bớt nhiều cho xíu nha. Đây, quay kỹ cho anh em xíu nha. Ốc vít còn rất là sáng luôn nha. Về sử dụng thôi, mâm phuộc đồ ok hết nha. Rồi, nó là LA 250. 250 hải quan, xe hải quan anh em, không phải xe giấy tờ hấp cùng vậy quả nha. Xe này đúng chính ngạch hải quan nha, sang tên toàn quốc luôn nha. Bao công chứng, bao quốc hồ sơ cho anh em. Anh em ở tỉnh xa thì mình rút cho. Rất là ok ha, rồi 68 triệu nha, LA. Bên đây chiếc Revel. Bên này là Revel 125 mẫu mới nha, phiên bản mới nha anh em. Con này là 125 phiên bản mới. Đời 20. Mâm rũa đời 2015. 3 tháng đĩa, 2 tháng trước và 1 tháng sau. Yên dựa đầy đủ. Xe còn rất là đẹp. Đời 2015 nha anh em, phiên bản mới nha. Đây phiên bản mới đó, bình nắp bình xăng liền với bình xăng luôn nha, nó phản luôn nha. Còn phiên bản cũ là bình xăng có nắp xăng ở trên nha. Đồng hồ 7.500 cây. Đúng đồng hồ anh em của tôi nha, 2015 xe này chùm mình không có chạy nha. Còn rất là rin luôn. À, chắc rin theo xe quá trời luôn ha. Gác chân lớn nha anh em. Đĩa trước đĩa sau, hai đĩa trước một đĩa sau nè, mâm đũa nha. Bên này máy móc nè, dàn xi còn rất là đẹp nha anh em. Để mình nổ máy, quay nổ máy. Để cho anh em 48 triệu nha. Xe này đã bao mình bao rút hồ sơ cho anh em luôn nha. Anh em ở tỉnh xa mình rút luôn. Bao rút hồ sơ về sang tên nha. Bao rút bao nhập cho anh em hết. Rồi kế tiếp luôn con này là Phantom
250 và 200. Anh tôm 200 phân khối nha. Con này hàng hiếm nha anh em, xe này hải quan nha. Chứ không phải thằng tôm này nó xe anh em. Phanh tôm này dạng hàng hiếm nha, 200 phân khối nha. Đồng hồ nằm trên đây nha. Xe này nó giống cái kiểu nó giống xe Mazda 250 nha. Bình xăng rất là giống luôn nè. Anh em máy móc là còn zin nha anh em, nắp này chưa dặm tút, chưa bắn tỉa gì qua hết, nhận lông ở ngoài thì có dặm tút sơ thôi. Rồi con này 200 phân khối phân tôm lấy hải quan mình bán 75 triệu nha. Xe hải quan nha, sang tên toàn quốc nha. Mấy dòng xe này là xe thanh tôm này đó, ít có xe sang tên được lắm nha, hiếm lắm luôn. Rồi mọi xe khác đây nè, dài quá mình két bớt rồi mình được khó không? Đây nửa tiếng được rồi. Con này là Rebel 250 phiên bản Mỹ Nhật nha. Rebel 250 bản Mỹ Nhật. Thôi rồi lấy cái đổi chìa khóa cho ba con. Rồi con này máy móc zin nha. Hồ sơ bao rút cho anh em 92 triệu nha anh em. Con này để đây, sao đây. Rồi CB 2 hấp đi. CB 250 nè. Xe đặt chống buộc câu nè. Xe này sang tên luôn nha anh em. Xe này không bị lậu nha. Xe này hiếm nha, đời xe này là hiếm cực kỳ nha. Xe này thị trường rất có lắm nha. Xe này bán 110 triệu nha anh em. Thùng thiết này đâu hết nha. Xe này đẹp mà. Con này 110 triệu nha anh em. Xe hải, thành lý hải quan nha. Sang tên toàn quốc luôn. Nói chung là tất cả xe của mình là sang tên hết được hết nha. Rồi qua con này đi. Bèo 250 250 bản Mỹ Nhật châu Âu lắp tròn nha, đời 207. Kiếm xe dung như vậy
này hơi bị khó nha. Xe này cắt đẹp, cản kiến đầy đủ hết nha. Còn cặp kiến tháo bỏ qua kia để nó kình càng quá. Xe này là xe zin nha. Xe này 110 triệu nha anh em. Rìa beo 250 nắp tròn nha. Bản Mỹ nhập châu Âu nha. Rồi con này đi. Con này đi.